Hello, Kỳ xin chào tất cả các chị em nha. Mình hiện tại là đại lý độc quyền của mỹ phẩm Thiên Nhiên Linh Hương ở khu vực Bến Tre nha cả nhà. Hôm nay Kỳ sẽ hướng dẫn cho cả nhà sử dụng và cũng như là biết cái công dụng của cái lọ làm hồng và xe khích bụng kính, đặc biệt là nó sẽ trị viêm nhiễm khí hư, huyết trắng cho cả nhà. Mình bị viêm, bị hôi, bị ngứa thì những cái tình trạng đó nó sẽ nằm trong một cái lọ Lalicare này, và Kiều sẽ hướng dẫn cho cả nhà cách sử dụng luôn nha. Đầu tiên thì Kiều sẽ nói với cả nhà là cái lọ Lalicare của Linh Hương này á, được chiết xuất hoàn toàn từ lá trầu không nguyên chất, hoa cúc la mã và lô hội nha cả nhà. Cả nhà cũng có thể biết là lá trầu không nguyên chất từ xưa đến nay thì trẻ em và người lớn, nhất là mẹ sau sinh đều sử dụng được nha, rất là an toàn. Với lại hoa cúc la mã nó sẽ giúp cho cái Lalicare của chúng ta sẽ có một cái mùi hương lưu lâu đến 3 giờ hơn, và nó sẽ tạo nên một cái cảm giác cực kỳ sảng khoái khi mà mình sử dụng. Và trong quá trình mình sử dụng cái lọ này, nó sẽ tăng sự hương phấn hơn khi mà mình đang trong đang đang trong tình trạng là nói chung là phòng the nha cả nhà. Và cái thành phần tiếp theo nữa đó là cái nha đam nha, hay còn gọi là lô hội, nó sẽ giúp cho trẻ hóa vùng kính, sẽ giúp cho vùng kính của mình trở nên sảng khoái và mát mẻ hơn. Và với cái công nghệ là tràng tế bào, nó sẽ giúp cho vùng kính của mình khi mà sử dụng bên ngoài massage từ 3 đến 5 phút, khi mà sử dụng và rửa sạch lại với nước thì nó sẽ có tác dụng sâu từ sâu bên trong, thông qua cái quá trình là công nghệ tràng tế bào nha cả nhà. Khi mà mình sử dụng một thời gian thì vùng kính của mình nó sẽ xe khích lại nhỏ lại, và nó sẽ làm hồng vùng kính của mình nha, trẻ hóa vùng kính của mình. Cho nên là những mẹ nào mà sau sinh hoặc là đang mang bầu đều có thể sử dụng được loại Lalicare này, và đặc biệt là trẻ em có thể là dùng cái Lalicare này để tắm và gọi có thể là ngăn ngừa gom sảy nha cả nhà. Đây, lọ Lalicare của mình như thế này nha cả nhà. Cực kỳ đậm đặc luôn. Đó. Và khi mà mình sử dụng thì mình sử dụng 3 giọt như thế này nha, 3 giọt như kiểu vừa để ra tay như thế này cho cả nhà, và có cái mùi hương cực kỳ thơm nha. Và lưu lâu đến 3 giờ nha cả nhà. Mình cho vào lòng bàn tay nha, cho vào lòng bàn tay. Ở đây mình có thể lấy như thế này để cho cả nhà mình có thể nhìn thấy nè cả nhà. Đó. Trong suốt nha, trong suốt, và có cái mùi thơm của hoa cúc la mã cực kỳ thơm lâu và dai luôn nha. Cho nên là mình sử dụng 3 giọt thôi, tại vì lọ này là đậm đặc, rất là đậm đặc luôn, nên là sử dụng rất là tiết kiệm. Một lọ như vậy thì mình sử dụng đến 6 tháng mới hết nha cả nhà. Đó, và mình cho nước vào lòng bàn tay mình tạo bọt xong, mình massage lên vùng kính của mình và mình rửa sạch lại với nước nha. Sử dụng rất là đơn giản, và mỗi ngày như vậy thì mình sử dụng tầm 2 lần là được. Nếu như mà mình đèn đỏ thì mình có thể sử dụng 3 lần một ngày, và mình có thể vệ sinh sạch sẽ giúp cho nó mình không có bị đau bụng và tạo nên cái cảm giác thoải mái hơn. Trong những cái ngày mà mình bị đèn đỏ thì mình rất là khó chịu vùng kính của mình, cho nên là lọ này nó sẽ giải quyết tất cả các vấn đề đó cho các chị em nha. Đó, lọ này thì nó sẽ đựng đựng trong một cái hộp rất là sang chảnh nha cả nhà. Đây nha, y chang như chiếc iPhone nha cả nhà. Đó, và cả nhà mình yên tâm sử dụng hơn khi mà có kèm theo phí bảo hành 10 triệu nè cả nhà. Khi mà cả nhà mình mua thì sẽ có phí bảo hành 10 triệu ngay bên trong cái sản phẩm, và sản phẩm này là bên Kiều là bán hàng chính hãng nha cả nhà. Có phí bảo hành 10 triệu và tem chống hàng giả ở phía sau nha. Đó, cả nhà có thể thấy tem chống hàng giả và đá bên đây nha cả nhà. Đó, đây nha. Bạn nào muốn mua cái sản phẩm này chính hãng để được bảo hành khi mà mình sử dụng không phù hợp, hoặc là mình bị kích ứng, nhưng mà rất là ít có người bị kích ứng nha cả nhà, thì mình sẽ bảo hành cho cả nhà, đó là thu sản phẩm về và hoàn tiền 100% cho cả nhà. Cho nên cả nhà mình yên tâm mình sử dụng nha. Và loại này chỉ có giá là 285.000. Mình cứ inbox và đặt ngay số điện thoại của mình để ở phía dưới. Zalo và Facebook cũng có một số điện thoại, đó là 0977 761 748 nha cả nhà. Bye bye và tạm biệt cả nhà.